Thưa quý vị và các bạn, chiến thắng của chiến dịch phòng ngự cánh đồng chung Siêng Khoảng đã qua nửa thế kỷ. Tuy vậy, ý nghĩa lịch sử của chiến thắng này cũng như các hoạt động quân sự ngoại giao và mối quan hệ Việt Nam-Lào vẫn còn nguyên giá trị đối với hai dân tộc. Cuộc hội thảo khoa học 50 năm chiến dịch phòng ngự cánh đồng chung Siêng Khoảng, thắng lợi và bài học kinh nghiệm do Bộ Quốc phòng phối hợp với Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức một lần nữa đã khẳng định điều này. Chủ trì hội thảo gồm các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Thái Thanh Quý, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An, Trung tướng Trịnh Văn Quyết, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Trung tướng Nguyễn Doan Anh, Tư lệnh Quân khu 4, Thiếu tướng Nguyễn Hoàng Nhân, Viện trưởng Viện lịch sử quân sự Việt Nam. Về phía nước bạn Lào có Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Việt Nam, đại diện Tỉnh ủy Siêng Khoảng. Tại hội thảo, một lần nữa các tham luận đều khẳng định có rất nhiều địa danh có giá trị về quân sự giữa Việt Nam và Lào, nhưng không có địa danh nào có vị trí chiến lược đối với cách mạng hai nước như cánh đồng chung Siêng Khoảng. Chiến thắng của chiến dịch phòng ngự cánh đồng chung Siêng Khoảng cùng với việc tiêu diệt một bộ phận lớn sinh lực địch, giữ vững cánh đồng chung Siêng Khoảng trong mùa mưa năm 1972 đã làm thay đổi cục diện chiến trường có lợi cho cách mạng Lào, tạo thế phối hợp hiệu quả với chiến trường miền Nam Việt Nam. Nếu kẻ địch tập trung lực lượng vào đây thì sẽ là trở ngại lớn cho những hoạt động quân sự đang trên đà thắng lợi của chúng ta ở cả nước Lào và Việt Nam. Cho nên Bộ Quốc phòng Việt Nam và Lào đã phối hợp quyết định mở chiến dịch phòng ngự cánh đồng chung, giữ cho thật chắc địa bàn chiến lược này, làm chỗ dựa vững chắc cho cách mạng Việt Nam và cách mạng Lào đang trong giai đoạn đi đến những thắng lợi cuối cùng. Trải qua 179 ngày đêm, từ ngày 21 tháng 5 đến ngày 15 tháng 11 năm 1972, với 4 đợt chiến đấu, 244 trận đánh lớn nhỏ, trong điều kiện vô cùng khắc nghiệt của mùa mưa. Trên địa bàn chiến lược đó, với ý chí, quyết tâm của quân tình nguyện Việt Nam cùng với quân giải phóng nhân dân Lào, cùng sự hỗ trợ và hậu thuẫn vững chắc của nhân dân hai tỉnh Siêng Khoảng và Nghệ An, mọi khó khăn đã được khắc phục. Đặc biệt, chiến dịch là sự vận dụng sáng tạo và hiệu quả phương châm giúp nhân dân nước bạn, tức là mình tự giúp mình. Cái chiến thắng này nó buộc Mỹ phải ký cái hiệp định về ở Viêng Chăn, về thống nhất, chấm dứt chiến tranh ở Lào. Nhưng đối với Việt Nam chúng ta thì cái thắng lợi đó nó cũng có ý nghĩa rất là to lớn, đặc biệt là tác động đến cái đàm phán của Việt Nam với Mỹ ở Paris, thì góp phần làm nên cái thắng lợi trong cái đàm phán ở Paris và hỗ trợ cho chiến trường Việt Nam, để rồi từ đó thì có thể nói rằng là cả hai nước đều giành được cái thắng lợi trong cuộc đấu tranh chống Mỹ và giải phóng cho dân tộc. Phát biểu tại hội thảo, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý nhấn mạnh, Nghệ An có vị trí quan trọng, mang tính nền tảng, đặc thù trong quan hệ Việt Nam-Lào. Trong những năm tháng kháng chiến, Nghệ An là hậu phương trực tiếp cung cấp sức người, sức của cho các chiến trường trên nước bạn Lào. Riêng trong chiến dịch cánh đồng chung Siêng Khoảng, Nghệ An đã huy động 2 tiểu đoàn, 1 trung đội, 3 đại đội vũ trang địa phương, cùng hơn 4.000 dân công hỏa tuyến và thanh niên xung phong để phối hợp với quân dân tỉnh Siêng Khoảng tổ chức phòng ngự, giữ vững và mở rộng vùng giải phóng trên nước bạn Lào. Tỉnh Nghệ An cũng đã đón nhận kiều mang hàng nghìn đồng bào Siêng Khoảng phải tản cư trong chiến tranh như những người thân trong gia đình. Cánh đồng chung là địa bàn chiến lược quan trọng giáp giới với Nghệ An, cho nên mọi hoạt động diễn ra trên cánh đồng chung nhưng là quan hệ hữu cơ với Nghệ An. Mọi hành động lớn của các binh đoàn chủ lực, mọi sự tiếp tế bảo đảm hậu cần vũ khí đạn dược cho chiến tranh và chiến dịch diễn ra trên cánh đồng chung, tôi nghĩ rằng phải trên 90% từ Nghệ An sang. Nghệ An là hội tụ của Việt Nam, sức mạnh của Việt Nam chi viện cho Lào. Cho nên chúng tôi nghĩ mọi thắng lợi diễn ra trên cánh đồng chung và Siêng Khoảng của nước bạn Lào đều có quan hệ máu thịt, đều có sức mạnh tổng hợp của quân và dân Nghệ An. Nếu sức mạnh đó không tương xứng với yêu cầu nhiệm vụ, không thể có chiến thắng ở cánh đồng chung như các bạn đã biết. Hội thảo khoa học 50 năm chiến dịch phòng ngự cánh đồng chung Siêng Khoảng, thắng lợi và bài học kinh nghiệm nhằm ôn lại những giá trị vinh quang mà thế hệ cha anh đã đạt được, nhưng cũng gợi mở cho chúng ta những suy nghĩ về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, đoàn kết Việt-Lào
trên một địa bàn chiến lược như cánh đồng chung trong thời kỳ hòa bình và phát triển.